Xin chào các bạn, hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Và Cameraquaylen 360.com xin giới thiệu đến các bạn một loại sản phẩm vô cùng mới, độc lạ và không, nói thẳng ra là không thể phát hiện được các bạn nhé. Bởi vì nó ngụy trang rất là tinh vi. Và nhân vật chính mà mình muốn nói đến chính là một chiếc camera ngụy trang cốc sạc iPhone các bạn nhé. Chiếc camera này có rất là nhiều điểm hay, chính là nó có thể vẫn là sạc như một cái cốc sạc bình thường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thể được, và trên đây nó có trang bị một cái mắt camera, tức là các bạn có thể xem được từ xa các bạn nhé, trên chính chiếc điện thoại mà các bạn cài đặt đó, rất là tiện lợi. Dù các bạn đi bất cứ đâu các bạn vẫn xem được các bạn nhé. Và cái này dùng để quay này, theo dõi này, nhân viên người giúp việc này, cũng như là các bạn quay ở những cái vị trí mà các bạn mong muốn có ổ điện các bạn nhé. Cái cục sạc này các bạn dùng được khi các bạn phải cắm vào ổ điện các bạn mới dùng được các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn qua đây, nó là một cái cốc sạc bình thường các bạn nhé. Đây là lỗ báo đèn của nó này, cái mic thu âm này, lỗ thu âm nhé các bạn nhé. Còn mắt camera của nó là chính ở đây. Đó, còn đây là chân sạc USB để các bạn cắm sạc vào. Sạc iPhone này, sạc Samsung này đều ok hết các bạn nhé. Đó. Và chiếc camera này nó là Z99 các bạn nhé, có độ phân giải là 1080p đó, và nó xem được trên phần mềm chính là iMiniCam hoặc là HDMiniCam đều ok hết các bạn nhé. Và sau đây thì các bạn chú ý làm các bước theo mình để sử dụng chiếc camera ngụy trang cốc sạc này một cách hiệu quả nhất. Nào, bắt đầu các bạn cắm, chuẩn bị cho mình một cái ổ điện các bạn nhé. Các bạn cắm vào. Đó. Bây giờ các bạn lấy điện thoại của các bạn ra, các bạn vào App Store. Đó. Bây giờ các bạn tải phần mềm nhá, HD này, HDMiniCam nhá. Đây, nó sẽ có biểu tượng màu xanh này. Đó, đây là mình tải rồi. Hoặc là các bạn tải phần mềm iMiniCam đều ok nhá, iMiniCam. Đó, phần mềm này cũng ok, nó xem được qua trên hai phần mềm này các bạn nhé. Đó, bước đầu tiên khi các bạn tải về trên điện thoại ấy, thì trên màn hình nó sẽ có biểu tượng này, và đây mình tải HDMiniCam nhé các bạn nhé. Đó, rồi bước đầu tiên là tải phần mềm HDMiniCam về điện thoại nhé. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt này, các bạn vào phần Wi-Fi này. Đó, khi các bạn cắm cái củ sạc này vào ổ điện này, nó sẽ có hiện lên một cái tên Wi-Fi, chính là tên Wi-Fi mà củ sạc này phát ra các bạn nhé. Nó có tên là CH1E-C96. Nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là tại sao lại là cái Wi-Fi, tên Wi-Fi này lại khẳng định là cái tên của cốc sạc này, bởi vì sao? Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, chính là cái tên Wi-Fi của nó ghi trên cái mặt này các bạn nhé. Chính là đây, CH1EC96. Đấy, chính là tên Wi-Fi của nó các bạn nhé. Còn đây là lỗ đèn báo này, đây là lỗ mic thu âm này, thu âm cực kỳ là tốt, vừa quay hình ảnh này vừa thu âm này. Đó các bạn nhé, đây là đèn báo của nó nhé. Đó, các bạn chọn cái Wi-Fi này, Wi-Fi của cốc sạc phát ra nhé. Đấy, khi đã kết nối ok rồi thì các bạn thoát ra màn hình chính, các bạn vào phần mềm các bạn mới tải được chính là HDMiniCam. Đây các bạn vào đây, nó sẽ có hiển thị chữ online màu xanh ở dưới, các bạn chọn vào. Ở đây nó có skip hay ở trên, tức là bạn có muốn thay đổi password của Wi-Fi này không. Đây là mình không cần thay đổi thì mình chọn skip, và ai thay đổi chọn vào Challenger các bạn nhé. Đây, hình ảnh với độ phân giải là 1080p các bạn nhé. Đó, 1080p, hình ảnh là vô cùng sắc nét. Đây các bạn nhìn qua đây, đây là bình nước nhé. Đó, rất là nét luôn các bạn nhé. Đấy, nét cực kỳ luôn, hình ảnh rất là sống động, nét các bạn nhé. Vì nó là độ phân giải 1080p mà. Đây, 1080p cực kỳ nét. Đó, và mình sẽ hướng dẫn cũng như là chỉ cho các bạn biết công dụng của các biểu tượng trên màn hình này. Thứ nhất là cái đây nhá, các bạn nhìn nhá, đây này, các bạn nhìn thấy cái đèn xanh xanh sáng đấy nhá, các bạn có thể hoàn toàn tắt được, các bạn ấn vào đây đó, chưa, bật tắt, bật tắt, bật, ok. Đấy là cái nút đèn này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây là nút hình máy ảnh nhá, là chụp ảnh, tức là các bạn muốn chụp lại khoảnh khắc này các bạn ấn vào đây, ok, chụp ảnh. Rồi các bạn muốn quay video này, lưu lại khoảnh khắc này, các bạn ấn vào đây, đây, ok, đấy, đang chạy dây đó, ok, và xong. Đúng chưa? Còn đây là đảo màn hình này đó, đó, quay đảo màn hình, rồi ok. Còn bây giờ các bạn muốn cài đặt xem từ xa nhé, thì các bạn vào hình bánh răng này, các bạn chọn device setting này, các bạn chọn wifi config này đó. Bây giờ cái camera cốc sạc này nó sẽ quét xung quanh nó có những cái dạng wifi nào. Ví dụ bây giờ mình đang cắm ở nhà, mình muốn theo dõi người giúp việc ở nhà mình, mình sẽ chọn cái wifi mà ở nhà mình, đây chính là Tenda này, chính là wifi nhà mình. Mình sẽ nhập password của wifi nhà mình nhá, chính là camera quay lén này 360 này .com này, và ok. Đến đây nó bảo là bạn có chắc chắn nhập với mật khẩu là camera quay lén 360.com không. Mình bảo là tôi ok, chắc chắn là nhập đấy, ok. Bây giờ các bạn thoát ra màn hình chính nhá. Bây giờ các bạn vào phần cài đặt này đó, mình sẽ chọn loại mạng Mobi này đấy, tức là nó khác mạng nhá. Mobi chính là cái mạng ở nhà bên đó, nhà hàng xóm nhà mình. Mình chọn mạng Mobi, tức là mình không chung với cái mạng ở nhà mình nữa, mạng nhà mình là Tenda cơ mà. Rồi ok, được chưa. Bây giờ mình vào phần mềm HDMiniCam này đó, mà phần mềm HDMiCam này nhé, bạn đợi một chút để nó tải về các bạn nhé. Lại hiện chữ online màu xanh, đấy là các bạn có thể xem được từ xa, dù bất cứ ở nơi đâu các bạn cũng có thể xem được các bạn nhé. Đó, rất là tiện. Cốc sạc này có khe cắm thẻ nhớ, các bạn cắm thẻ nhớ để lưu lại những khoảnh khắc mà khi di chuyển nó sẽ tự lưu vào để các bạn có thể xem lại được. Đấy, online, ok, đã hiện online màu xanh này, tức là đã xem được. Ấn vào, các bạn chọn skip. Đấy, là các bạn có thể xem được ở bất cứ nơi đâu các bạn muốn các bạn nhé. Đấy, ok, đã lên rồi. Đó, các bạn có thể xem được ở bất cứ nơi đâu nhé. Đây, ngày giờ rất là rõ ràng, ngày các bạn quay bao nhiêu là ngày y hệt nó trên này, bởi vì nó xem online, cập nhật ngày các bạn nhé. Đó, ok. Và sau đây mình sẽ chèn chất lượng hình ảnh video mà chiếc camera ngụy trang cốc sạc này có thể quay được các bạn nhé. Đó, để các bạn xem chất lượng hình ảnh. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số hotline là 0969 920 838 hoặc truy cập vào website cameraquaylen360.com để biết thêm thông tin cũng như đặt hàng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây nhá các bạn nhé, đây chính là hình ảnh của camera ngụy trang cốc sạc iPhone các bạn nhé. Đấy, rất là nét, ok.